Ở đâu à bạn Tôm? Ok, bạn Tôm đi bắt chuồn chuồn này. Được con chuồn chuồn nào chưa? Bạn Tôm đi có vẻ như rất là chuyên nghiệp. Nhìn rất là giống chú bộ đội đặc công. Đó, nhìn rất là giống chú bộ đội đặc công. Và có lẽ bạn Tôm đã bắt được một con chuồn chuồn. Chưa được à? Vâng, rất là chuyên nghiệp. Bạn Tôm vẫn đang rất là hàng say tìm chuồn chuồn. Đó, bạn Tôm đang... Và có lẽ bạn Tôm đã phát hiện được một con chuồn chuồn hoặc là một con dế mèn. Đã được con nào chưa bạn Tôm? Vâng, việc tìm dế mèn có vẻ như là rất là khó khăn. Và việc tìm chuồn chuồn cũng rất là khó khăn. Hy vọng bạn Tôm sẽ tìm được một con dế mèn hoặc là một con chuồn chuồn để chơi. Wow, được rồi. Vẫn chưa được à bạn Tôm? Có lẽ hôm nay trời vừa mưa xong cho nên là rất là ít chuồn chuồn. Đó, bạn Tôm chuẩn bị bắt được một con chuồn chuồn. Chưa thế à bạn Tôm? Bây giờ theo tôi là bạn Tôm phải cầm gậy. Phải đi tìm gậy. Ok, thì bây giờ có thể biến hóa thành một chiếc gậy. Biến hóa chiếc gậy à? Và chúng ta sẽ xem bạn Tôm biến hóa và tìm chiếc gậy như thế nào nhá. Ok, trong quá trình chờ bạn Tôm tìm gậy thì chúng ta sẽ quay cảnh ở nhà ông ngoại bạn Tôm. Ao ao, và bạn Tôm đã tìm thấy gậy rồi. Ok, bạn Tôm tiếp tục quá trình đi tìm chuồn chuồn và dế mèn. Wow, rất chuyên nghiệp. Cái khế đúng không bạn Tôm? Xem ra việc tìm dế mèn và tìm chuồn chuồn của bạn Tôm rất là khó khăn rồi. Tình hình thế nào rồi hả bạn Tôm? Chưa nhìn thấy con chuồn chuồn nào, và có lẽ tôi nhìn thấy một con chuồn chuồn ở đây rồi. Tôi nhìn thấy một con chuồn chuồn nó đang ở đây rồi. Ở cây si đây bạn Tôm ơi. Đúng rồi, đấy 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 đấy, lại thôi, đi em thôi. Đi em. Vậy, đúng rồi. Bạn Tôm đi như bộ đội đặc công nhá. Đúng rồi. Đó, tiếp tục. Tiếp tục đột nhập vào... khu vực có chuồn chuồn. Ok, chậm thôi. Ôi, khoa, từ từ, bình tĩnh. Bình tĩnh, bỏ gậy ra không nó chạy. Đây, theo như tôi đã quan sát và tôi đã nhìn thấy một con chuồn chuồn. Bạn Tôm chậm thôi. Wow, đấy, bạn Tôm gần bắt được rồi. Wow, không được rồi, tiếc quá các bạn ơi. Tiếp tục. À, và theo như quan sát của tôi vào đây cũng vẫn còn một con chuồn chuồn. Cố lên bạn Tôm. Cố lên. Wow, đâu rồi, giờ tôi xem nào. Wow, cuối cùng cũng đã được một con chuồn chuồn. Thật là tuyệt vời. Như vậy là hôm nay việc tìm chuồn chuồn của bạn Tôm đã thành công rồi. Ok, bạn Tôm giơ lên để tôi zoom xem con chuồn chuồn có to không nào. Wow, con chuồn chuồn nhìn rất đáng yêu đúng không ạ? Ok.
Rồi bạn Tôm bây giờ có đi tìm chuột chuột nữa không? Chuột này rất là đáng yêu. Rồi ok. Ok, để tôi zoom lại nhá. Ok, như vậy là đã hoàn thành việc bắt chuột chuồn. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.